Đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Các địa phương trên địa bàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bàn giao nhà máy ấm tình thương cho hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tùng Lâm và xã Hải Thượng. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, ngày 26 tháng 7, đoàn công tác của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể và các lực lượng vũ trang huyện Tĩnh Gia đã tới dân hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện. Trong không khí thành kính thiêng liêng, đoàn đã đặt vòng hoa của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Tĩnh Gia mang dòng chữ kính viếng các anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Tĩnh Gia mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi lễ, sau một phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đã dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn vô hạn đối với những người con của quê hương đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, giành lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho các thế hệ hôm nay. Ngày 26 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy; Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể cấp huyện; đại tá nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Ngọc Thư, giám đốc nhà hát kịch Việt Nam; đại diện mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện người có công và bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, cán bộ chính sách 34 xã thị trấn; đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện khai mạc lễ kỷ niệm. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017 và những đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân huyện Tĩnh Gia trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, ngay sau khi giành được chính quyền, quân và dân ta đã anh dũng đứng lên chống lại thù trong giặc ngoài. Trong những trận chiến đấu ấy, có nhiều người đã anh dũng hy sinh, nhiều người để lại một phần xương máu nơi các chiến trường. Nhiều chiến sĩ là thương binh, bệnh binh gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống. Trước tình hình đó, Trung ương đã quyết định lấy ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày toàn dân cùng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và yêu mến thương binh. Trong các cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc, cán bộ và nhân dân huyện Tĩnh Gia đã tiễn đưa gần 10.000 người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 3.752 người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 1.756 thương binh đã để lại một phần xương máu của mình nơi các chiến trường. 950 thương binh, 1.281 người là đối tượng trực tiếp và gián tiếp nhiễm chất độc hóa học. 61 người bị địch bắt tù đầy. Trong đó 16.850 người tham gia hoạt động kháng chiến, được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
nhân dân và lực lượng vũ trang huyện được trao tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 26 trên 34 xã thị trấn và 3 đơn vị được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 8 người được phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 291 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. 70 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể cán bộ nhân dân trên địa bàn huyện đã thực hiện có hiệu quả phong trào đền ơn đáp nghĩa, pháp lệnh ưu đãi người có công. Từ năm 2007 đến năm 2017, toàn huyện đã quyên góp được hàng chục tỷ đồng, xây mới được 80 ngôi nhà tình nghĩa trị giá gần 4,2 tỷ đồng, sửa chữa 342 nhà tình nghĩa cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trị giá gần 4,5 tỷ đồng, tặng 602 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 602 triệu đồng. Từ đó góp phần giúp đỡ, tạo điều kiện cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh gặp khó khăn trong cuộc sống, có nơi ăn trốn ở ổn định, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế hộ gia đình. Bằng các hoạt động thiết thực cụ thể như thăm hỏi, tặng quà vào những dịp lễ Tết 27 tháng 7, các cấp ủy chính quyền trong toàn huyện đã tích cực động viên, giúp đỡ, khuyến khích các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhờ vậy mà đời sống tinh thần, vật chất của gia đình chính sách ngày càng được nâng cao. Nhiều thương binh, bệnh binh, người có công đã vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Tại buổi lễ, Ủy ban nhân dân huyện đã vinh danh và trao tặng quà cho 68 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn huyện và trao tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích trong phong trào đền ơn đáp nghĩa giai đoạn 2012-2017 trong lao động sản xuất và thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công. Tối ngày 26 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tịnh Gia phối hợp với Ban trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức lễ cầu siêu, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện; Phạm Văn Ninh, phó bí thư thường trực huyện ủy; Nguyễn Tiến Dũng, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện; các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể cấp huyện, thân nhân các anh hùng liệt sĩ và đông đảo tăng ni Phật tử, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, sau phút tưởng niệm, tưởng nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, là lễ cầu siêu với nhiều nghi lễ như niệm Phật, cầu cho linh hồn, anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát, cầu cho quốc thái dân an. Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo huyện, tăng ni Phật tử, đoàn viên thanh niên đã thành kính thắp nến dâng hương lên từng phần mộ bằng tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Lễ cầu siêu, dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ là hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, lòng tự hào, sự biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ huyện nhà đối với công lao to lớn của những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập dân tộc, đồng thời tạo động lực cho thế hệ trẻ tích cực rèn luyện, lao động sáng tạo, đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, xung kích tình nguyện, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tối cùng ngày, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, huyện đoàn Tĩnh Gia phối hợp với nhà hát kịch quân đội tổ chức chương trình giao lưu Những năm tháng không thể nào quên, với sự tham gia của những nhân chứng lịch sử từng tham gia các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã tái hiện lại sự tàn khốc khắc nghiệt của chiến tranh qua lời kể của những nhân chứng lịch sử, đồng thời sẻ chia kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu cũng như nghị lực của người lính vượt qua những thương tật do chiến tranh để lại, vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho gia đình xã hội và góp công góp sức nhằm tri ân đồng đội. Trao đổi tại buổi lễ giao lưu, đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, trong những năm qua, việc thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng được đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tịnh Gia quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Theo đó, chỉ tính riêng từ năm 2007 đến năm 2017, toàn huyện đã xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa đạt 8 tỷ 534 triệu đồng, xây mới 120 ngôi nhà tình nghĩa trị giá gần 7,2 tỷ đồng, sửa chữa 302 ngôi nhà tình nghĩa cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ trị giá gần 6 tỷ đồng, tặng 1.600 sổ tiết kiệm tình nghĩa trị giá 232 triệu đồng cho các gia đình chính sách. Bằng sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện, đến nay 99% đối tượng chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống nhân dân.
đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội. Chính vì vậy, việc chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công là nhiệm vụ, trách nhiệm và niềm vinh dự của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và của mọi người, của thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau. Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng nhân dân cũng đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, ca ngợi người lính và Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Tại buổi giao lưu, huyện đoàn Tĩnh Gia đã trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở các địa phương trên địa bàn huyện. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bờ, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nằm nỗi sáng chắn bão giông, chiều ngắn nắng lửa. Lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người, đất nước ơi, xin hát về mẹ, Tổ quốc ơi. Suốt đời lắm lũ thương lũy che làng, bãi dâu bên nước, yêu trọn tình đời muối mặn rừng cây. Xin hát về người, đất nước ơi, xin hát về mẹ, Tổ quốc ơi. Mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù, phía nam phía bắc vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Dẫu no dẫu đói, ta bạn mẹ tình
đắng ngọt buồn vui. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, sáng người muôn mùa khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ. Ngày 24 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã tổ chức lễ bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại xã Tùng Lâm. Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh có bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Về phía huyện, có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cùng lãnh đạo chính quyền xã sở tại. Gia đình bà Ngô Thị Hận, thôn Thế Vinh, xã Tùng Lâm, thuộc diện hộ nghèo của xã, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà cấp 4 hơn 50m² với tổng giá trị gần 150 triệu đồng. Trong đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, anh em họ hàng, bà con lối xóm ủng hộ tiền, vật liệu, ngày công để xây dựng ngôi nhà. Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tới các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá sách của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tĩnh Gia có nơi ở khang trang, ấm cúng, đầy đủ hơn. Đồng thời mong muốn gia đình sớm ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã bàn giao nhà mái ấm tình thương cho hội viên Nguyễn Thị Hạnh, thôn Liên Đình, xã Hải Thượng. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng. Trong đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cùng ban ngành đoàn thể xã Hải Thượng và anh em họ hàng, bà con lối xóm hỗ trợ giúp đỡ xây dựng ngôi nhà trên 100 triệu đồng. Nhân chuyến công tác tại huyện Tĩnh Gia, ngày 26 tháng 7, đoàn công tác nhà hát kịch quân đội đã đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hừ, thôn Cao Thắng 3, xã Nguyên Bình, thương binh 1/4 Phạm Đức Nghĩa, thôn Văn Nhân, xã Hải Nhân và thương binh 1/4 Nguyễn Bá Lưu, tiểu khu 3, thị trấn Tĩnh Gia. Tại các gia đình tới thăm, thay mặt đoàn công tác, đại tá Nguyễn Ngọc Thư, giám đốc nhà hát kịch quân đội đã bày tỏ sự biết ơn trước những hy sinh mất mát của mẹ Lê Thị Hừ cũng như các thương binh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đồng chí giám đốc nhà hát kịch chúc mẹ và các thương binh sức khỏe để làm chỗ dựa cho gia đình và con cháu. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 7, Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện đã tổ chức trao quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và thương binh là thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện Mặt trận Tổ quốc huyện cùng 38 thân nhân gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, Ban xây dựng 67 Bộ Giao thông Vận tải, nay là Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 Hà Nội, Sineco 5, Báo Tiền Phong và Tập đoàn Vincom Group Tĩnh Gia đã trao tặng 38 suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và thương binh là thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Tuy là những phần quà nhỏ nhưng thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, những người đã không tiếc xương máu, anh dũng hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thế Kỳ, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện,
đã cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5, Báo Tiền Phong và Tập đoàn Vincom Group Tĩnh Gia tới các thân nhân gia đình liệt sĩ và thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, đồng thời mong muốn thân nhân các gia đình liệt sĩ và thanh niên xung phong khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017, các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã có nhiều hoạt động thiết thực để tỏ lòng tri ân đối với những gia đình có công với dân, với nước. Ngày 27 tháng 7, xã Nghi Sơn đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Trần Thế Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Lê Thế Kỳ, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp có công trình trên địa bàn. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cán bộ và nhân dân Nghi Sơn đã tiễn đưa hàng trăm người con ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó có 76 người con vĩnh viễn nằm lại trên các chiến trường, 106 người là thương binh, bệnh binh và hàng chục người là nạn nhân chất độc da cam dioxin bị địch bắt tù đầy. Kết thúc chiến tranh, xã Nghi Sơn được nhà nước trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, có 8 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng. Để tưởng nhớ công ơn và tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, trong những năm qua, xã Nghi Sơn đã phát động sâu rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa trong toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã. Xã đã quyên góp được hàng trăm triệu đồng, tổ chức trùng tu tôn tạo đài tưởng niệm liệt sĩ và thăm hỏi động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, xã đã tổ chức quyên góp được trên 420 triệu đồng, tổ chức trùng tu tôn tạo lại nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức lễ cầu siêu thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây là dịp để cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với những người con của quê hương đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ăn quả nhớ người trồng cây trong toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Thương, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Sơn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Nghi Sơn tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xã hội đối với gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, tham mưu để làm tốt chính sách đối với người có công chưa được hưởng chế độ. Đồng thời mong muốn các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình cùng chính quyền và nhân dân địa phương tích cực phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nhân dịp này, Đảng bộ chính quyền xã đã trao tặng quà và vinh danh 28 người có công tiêu biểu, trao tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công, cho tập thể cán bộ và cá nhân tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa của xã. Trước đó, xã Nghi Sơn đã tổ chức lễ cầu siêu và tổ chức chương trình văn nghệ tri ân các anh hùng liệt sĩ của địa phương. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tưởng nhớ công lao của các thương binh liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, chiều ngày 26 tháng 7, xã Hà tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2017. Trong các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, cùng với quân và dân cả nước, quân và dân xã Hà đã có những đóng góp đáng kể cả sức người, sức của cho tiền tuyến. Theo đó, hàng trăm người con của quê hương đã lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Kết thúc chiến tranh, Nam Bắc sum họp một nhà, cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa, nhưng 96 người con ưu tú của quê hương đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Ngoài ra đã có hàng trăm người bị thương tật và nhiễm chất độc hóa học da cam dioxin. Ngày hôm nay, tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát đau thương của chiến tranh thì vẫn còn đó. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Hà đã có nhiều việc làm ý nghĩa thiết thực đối với các gia đình liệt sĩ, thương binh như tu bổ, nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin có hoàn cảnh khó khăn.
giúp đỡ các gia đình chính sách, tổ chức thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng trong những ngày lễ Tết. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Sai Hà đã bày tỏ sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đã cống hiến xương máu để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân, đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương Hải Hà ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà cũng đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, quà của huyện, xã và của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tặng mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Ngày 27 tháng 7, xã Hải Ninh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội xã Hải Ninh và hơn 300 đại biểu là thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam dioxin, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Trước khi tiến hành lễ kỷ niệm, các đại biểu đã đến tượng đài liệt sĩ, dâng hương tưởng niệm, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc. Đồng chí Lê Đình Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khai mạc và chủ trì buổi lễ. Trong hai cuộc chiến tranh thần thánh của dân tộc, xã Hải Ninh anh hùng có 226 người con đã anh dũng hy sinh, hơn 300 thương binh bệnh binh, 81 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin, 15 bà mẹ được nhà nước phong tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng, trên 1.200 người được Đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương, bằng khen vì đã có thành tích trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, 200 gia đình đã có công giúp đỡ cách mạng. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Ninh đã kế thừa và phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, thường xuyên làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, gia đình, người có công bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa như xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tiếp nhận và quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang huyện nhà, tu bổ nâng cấp bia tưởng niệm, đặc biệt là tạo điều kiện về cơ chế chính sách cho các thương binh, bệnh binh phát triển kinh tế, trở thành những tấm gương cá nhân điển hình trong lao động sản xuất. Bên cạnh đó, cấp ủy chính quyền xã Hải Ninh luôn xác định những đóng góp hy sinh to lớn của cha ông đã nở hoa cho độc lập và kết trái cho tự do. Vì vậy, công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó tạo khối đại đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân trong thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo tiền đề cho Hải Ninh xây dựng thành công xã nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền xã Hải Ninh đã trao tặng hơn 300 xuất quà cho thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam và thân nhân các liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, cùng ngày xã Anh Sơn cũng đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cùng với quân và dân cả nước, hàng nghìn người con quê hương Anh Sơn theo tiếng gọi của non sông đất nước đã lên đường tòng quân và trực tiếp phục vụ chiến đấu ở các chiến trường. Chiến tranh kết thúc, Nam Bắc sum họp một nhà, nhưng 56 người con của xã đã hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, hàng trăm người đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường. Đến ngày hôm nay, tuy chiến tranh tuy đã lùi xa hơn 40 năm, nhưng dư âm cũng như những mất mát của chiến tranh vẫn còn in đậm trong mỗi người. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, trong những năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã được Đảng bộ, chính quyền xã Anh Sơn chú trọng và đẩy mạnh, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo nhân dân, các tổ chức cá nhân trên địa bàn xã, như phong trào xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng quà cho các đối tượng chính sách và gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trong dịp lễ Tết. Cũng từ phong trào đền ơn đáp nghĩa đã góp phần quan trọng tạo điều kiện cho các hộ gia đình chính sách, người có công vươn lên khắc phục khó khăn, thoát khỏi đói nghèo, ổn định cuộc sống. Tại buổi lễ, xã Anh Sơn cũng đã trao quà cho các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Nhằm tri ân những anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, sáng ngày 27 tháng 7, Ủy ban Nhân dân xã Hải Ninh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Sự buổi lễ có mẹ Việt Nam anh hùng Đậu Thị Trức và Lê Thị Quyên. Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị và các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Hải Ninh.
Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Nhân đã tiến đưa hàng trăm thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó có 172 người đã anh dũng chiến đấu và hy sinh, 121 người là thương binh, bệnh binh. Đặc biệt có 12 gia đình có con trai độc nhất và 2 đến 3 con là liệt sĩ. Hàng trăm người đang phải gánh chịu nỗi đau da cam, không ít người chịu nỗi đau xuyên thế hệ con cháu của mình. Trong những năm qua, công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng được Đảng bộ, chính quyền xã Hải Nhân triển khai dưới nhiều hình thức phong phú thiết thực. Qua đó góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, động viên khuyến khích các gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, nạn nhân chất độc da cam vươn lên trong cuộc sống, trong lao động sản xuất và làm giàu chính đáng. Trong đó có thể kể đến các hoạt động như trùng tu tôn tạo, quét dọn và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam các ngày lễ Tết, làm mới 3 nhà tình nghĩa, sửa chữa 2 nhà với tổng số tiền lên đến 170 triệu đồng. Trong 5 năm qua, xã Hải Nhân đã đón nhận truy tặng 9 danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng, đề nghị cấp phương tiện trợ giúp trình hình cho 5 thương binh hạng 1 và 2/4. Hội đồng chính sách xã đã tiếp nhận hoàn thiện đề nghị chi trả một lần 127 hồ sơ cho công dân hòa tuyến chống Pháp và chống Mỹ theo quyết định 49 của chính phủ. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hải Nhân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà xã đã đạt được trong công tác đền ơn đáp nghĩa thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Nhân cần phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là những gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Hải Nhân đã trao tặng giấy khen cho 8 cá nhân vì đã có thành tích trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Vừa qua, xã Phúc Sơn đã phối hợp với Ban trị sự Chùa Am Các tổ chức lễ cầu siêu nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ. Sự buổi lễ có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân trên địa bàn. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, nhiều người con Phú Sơn đã lên đường làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc chiến tranh, đã có 20 người con nằm lại ở các chiến trường, 26 người đã bỏ lại một phần cơ thể nơi chiến trường cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Có một mẹ đã được truy tặng mẹ Việt Nam anh hùng. Thấm nhuần đạo lý ăn quà nhớ người trồng cây, Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong buổi lễ trang nghiêm này là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Sơn tỏ lòng thanh kính và sự biết ơn vô hạn với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời cũng là dịp để giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự công cộng và an toàn giao thông, trong các ngày từ 24 đến ngày 27 tháng 7, đội cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 92 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử phạt 92 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước 27 triệu đồng, tước giấy phép lái xe mô tô 2 tháng 8 trường hợp, với các lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường, không bật tín hiệu khi chuyển hướng, phương tiện không có gương chiếu hậu. Những ngày qua, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tân Dân và xã Hải Châu. Hậu quả 1 người chết, 1 người bị thương, hư hỏng 1 xe ô tô, 1 xe mô tô. Đặc biệt vào hồi 1 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 tại thôn Minh Sơn xảy ra vụ tai nạn vào ban đêm nên không xác định được xe gây tai nạn. Tại hiện trường 1 người chết và phương tiện bị hư hỏng. Công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc triển khai đề án, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện, kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, thực hiện quyết định số 4327/QĐ-UBND ngày 4 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt đề án, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là đề án, và kế hoạch số 195
KHUBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về triển khai thực hiện đề án. Đến nay, các xã thị trấn đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp xã và đội phòng cháy chữa cháy dân phòng ở các thôn tiểu khu. Để đảm bảo tiến độ đề án đề ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung sau. 1. Duy trì thường xuyên hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp xã thị trấn và đội phòng cháy chữa cháy dân phòng ở các thôn tiểu khu. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn lập danh sách 80% đội trưởng, đội phó và 20% đội viên đội phòng cháy chữa cháy dân phòng tham gia huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do huyện tổ chức. Các xã thị trấn lập danh sách tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, gửi về phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2, địa chỉ thôn Hữu Lộc, xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 02373972546 trước ngày 5 tháng 8 năm 2017 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện mở lớp huấn luyện. Thời gian dự kiến lớp 1 trong 2 ngày, ngày 14 và ngày 15 tháng 8 năm 2017, lớp 2 2 ngày, ngày 16, ngày 17 tháng 8 năm 2017, địa điểm Trung tâm Hội nghị huyện Tĩnh Gia. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung trên và báo cáo kết quả về Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 trước ngày 15 hàng tháng. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Bá Duyên. Thông báo tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Nhi Sơn Thanh Hóa thông báo tuyển sinh năm học 2017-2018 các ngành học cụ thể như sau: hệ cao đẳng nghề, đối tượng xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông bổ túc văn hóa 12/12 hoặc tương đương, gồm các ngành nghề và thời gian đào tạo như sau: 1. Điện công nghiệp, thời gian đào tạo 24 tháng; 2. Công nghệ hàn, thời gian đào tạo 24 tháng; 3. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, thời gian đào tạo 24 tháng. Hệ trung cấp nghề, đối tượng xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông bổ túc văn hóa 12/12 hoặc học xong chương trình lớp 12 bậc trung học phổ thông bổ túc văn hóa trung học phổ thông, gồm các ngành nghề và thời gian đào tạo như sau: 1. Điện công nghiệp 18 tháng; 2. Công nghệ ô tô 18 tháng; 3. Công nghệ hàn 18 tháng; 4. Điện nước 12 tháng; 5. Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 18 tháng; 6. May và thiết kế thời trang 12 tháng; 7. Quản trị mạng máy tính 12 tháng; 8. Kế toán doanh nghiệp 12 tháng. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được đào tạo chương trình học song song cả văn hóa và nghề cho tất cả các ngành nghề trên, thời gian đào tạo 3 năm, khi tốt nghiệp học sinh nhận được bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và bằng trung cấp nghề. Hệ sơ cấp, tuyển sinh liên tục đào tạo từ 2 đến 4 tháng cho tất cả các ngành nghề trên. Hệ sơ cấp nghề, tuyển sinh liên tục đào tạo từ 2 đến 4 tháng cho tất cả các nghề trên. Ngoài ra, nhà trường đào tạo nghề hàn công nghệ cao 3G, 6G cho đối tượng đi làm tại các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động. Điều kiện học tập và việc làm. Khi vào học tập tại trường, sinh viên, học sinh sẽ được hưởng các điều kiện sau: được xét cấp học bổng theo quy định, sau khi tốt nghiệp được học liên thông lên bậc cao hơn cùng chuyên ngành. Học sinh trung học cơ sở, học trung học, trung cấp nghề được miễn 100% học phí học nghề. Con em các gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ, người có công, gia đình thuộc diện chính sách xã hội được hưởng miễn giảm theo quy định của nhà nước. Sau khi tốt nghiệp được ưu tiên giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp tại khu kinh tế Nghi Sơn, các doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp liên doanh với nước ngoài trên địa bàn cả nước với mức lương từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Thời gian thu hồ sơ và nhập học. Đối với học sinh trung học cơ sở học văn hóa và học nghề song song, hồ sơ nhận đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2017, nhập học ngày 15 tháng 8 năm 2017. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, bổ túc văn hóa, học cao đẳng nghề hoặc trung cấp nghề, hồ sơ nhận đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2017, nhập học ngày 15 tháng 10 năm 2017. Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Tư vấn tuyển sinh và việc làm trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn Thanh Hóa, tiểu khu 4, thị trấn Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Điện thoại tư vấn tuyển sinh 0378 717 866. Thầy Lâm di động 0969 298
8866. Hiệu trưởng Hoàng Anh Tuấn. Hệ thống thế giới điện máy MediaMark Tĩnh Gia xin kính chào quý khách. Với mục tiêu đem lại cho người tiêu dùng những sản phẩm điện máy chất lượng, tháng 1 năm 2017, hệ thống thế giới điện máy MediaMark đã chính thức khai trương chi nhánh tại Tĩnh Gia, tạo ra một phong cách mua sắm hoàn toàn mới với người dân trên địa bàn huyện, thông qua cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tới người tiêu dùng. MediaMark Tĩnh Gia nằm trong hệ thống thế giới điện máy MediaMark toàn quốc, tọa lạc bên tuyến quốc lộ 1A, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, cách bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia 50m. Media mang đến cho người tiêu dùng nơi đây cơ hội tiếp cận mô hình phân phối, bán lẻ điện máy hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế với không gian trưng bày và trải nghiệm mở, không gian mua sắm hiện đại giá cả hợp lý, tiêu chuẩn quốc tế với hơn 20.000 mặt hàng chính hãng đa dạng phong phú. Ngay sau khi khai trương, MediaMark đã đón hàng trăm lượt khách tham quan và mua sắm mỗi ngày. Khách hàng Lê Thị Thơm, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa cho biết. Khách hàng như chúng tôi đến đây cảm thấy mua giá rất rẻ và nhiều mặt hàng coi như là tốt. Trước đây cứ phải đi thành phố với các thứ siêu thị nơi khác, nhưng mà bây giờ về đến đây đủ thứ mặt hàng. Nhân viên phục vụ tận tình và mua các mặt hàng sẽ được bảo hành uy tín, chất lượng hơn. Tôi đi nhiều nơi tôi thấy đến đây là hài lòng với các mặt hàng giá cả. Với phương châm luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, tận tình chu đáo, khi đến với MediaMark, khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc do tất cả các sản phẩm bày bán đều là các thương hiệu hàng đầu thế giới như Sony, Samsung, LG, Toshiba, Panasonic, Nokia, Apple. Nhân dịp này, MediaMark mang đến chuỗi chương trình Hè giá sốc, cơn lốc quà tặng với hàng ngàn sản phẩm đại hạ giá lên đến 50%. TV LED 32 inch giá cực sốc chỉ 3.990.000 đồng. Một điều hòa một chiều 9.000 BTU Inverter rẻ như điều hòa thường chỉ 6.490.000 đồng tặng thêm quà. Mua điều hòa nhận thêm 7 ưu đãi khủng trị giá đến 1.490.000 đồng. Tủ lạnh hai cửa 2301 Electrolux giảm 22% giá thanh toán thẻ Vietinbank chỉ 4.740.000 đồng. Máy giặt lồng ngang 7kg rẻ như lồng đứng giá chỉ 3.990.000 đồng. Quạt máy sinh tố nồi cơm điện giảm 49% giá chỉ từ 199.000 đồng. Mua máy làm mát không khí tặng cây lau nhà đa năng trị giá 490.000 đồng. Quạt điều hòa Kangaroo giảm 32% chỉ còn 3.990.000 đồng tặng thêm quà. Laptop IdeaPad 310 Core i3 RAM 4GB giá sau khuyến mại chỉ từ 7.990.000 đồng. Lenovo Papulut màn hình cực lớn 6.8 inch giảm 43% giá cực sốc 3.988.000 đồng tặng quạt lửng Senko cao cấp. Oppo F3 chuyên gia selfie kép giá cực sốc 7.490.000 đồng tặng tai nghe Bluetooth. Sở hữu siêu phẩm Samsung Galaxy S8, S8 Plus nhận ngay bộ quà đến 3 triệu. Phụ kiện công nghệ chính hãng đồng loạt giảm giá 50%, giá chỉ từ 39.000 đồng. Nhằm mang lại giá trị gia tăng tối đa cho người tiêu dùng, MediaMark thực hiện chính sách đổi trả hàng lên đến 45 ngày, tài trợ trả góp lãi suất 0%, miễn phí vận chuyển toàn miền Bắc. Anh Trịnh Ngọc Tuấn, giám đốc siêu thị điện máy MediaMark cho biết. Để đáp ứng tốt cái nhu cầu mua sắm về mặt hàng điện máy của người dân địa phương tại huyện Tĩnh Gia, thì từ tháng 1 năm 2017 thì hệ thống siêu thị điện máy MediaMark có mở thêm một chi nhánh tại thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, với hơn 20.000 mặt hàng được bày bán tại siêu thị. Thì chi nhánh siêu thị điện máy MediaMark về cơ bản là đáp ứng được cái nhu cầu mua sắm cho người dân địa phương. Cùng với tất bên siêu thị điện máy thì cũng cam kết với tất cả các cái hãng lớn, các cái nhà cung cấp lớn để cung cấp các mặt hàng chính hãng như là Sony, Samsung. Về các cái gian hàng mùa hè thì có những cái gian hàng như là về Daikin, Pana. Đây là những cái mặt hàng mà về cơ bản là MediaMark cam kết về giá cả hợp lý, với phương châm phục vụ khách hàng là luôn luôn giá rẻ, khuyến mại không ngừng. Thì chúng tôi luôn luôn đưa ra các chương trình khuyến mại giá sốc, với phương châm
mang lại cái sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm siêu thị điện máy MediaMart tại ngay địa phương. Thì bên MediaMart cũng cam kết với khách hàng về cái chế độ bảo hành chính hãng, nhanh nhất có thể, vận chuyển miễn phí lắp đặt. Sự ra đời của MediaMart Tĩnh Gia không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, mà còn góp phần quan trọng trong việc tạo nên diện mạo mới mẻ, năng động và hiện đại cho thị trường bán lẻ của huyện Tĩnh Gia. Chi tiết tại Thế giới Điện Máy.com, hệ thống Thế giới Điện Máy MediaMart Tĩnh Gia rất hân hạnh phục vụ quý khách. Alo, chị Mai, em Linh đây. Linh à, cả nhà khỏe không em? Dạ khỏe, nhưng mà con bé nhà em ốm vặt, cụ Hiếu nhà chị thế nào? Thằng bé ăn khỏe ngủ khỏe, ngày ba bữa chính, ba bữa phụ đều tăm tắp ấy. Chị cho thằng bé ăn gì bữa phụ? Sữa chua, phô mai, rồi thêm bánh custard nữa. Cái bánh kem trứng của Hàn Quốc ấy, vừa có thêm vị kem sữa mới. Bọn trẻ đang tuổi lớn, phải nạp trứng và sữa nhiều vào, đủ chất mới không ốm vặt, mới cao to. Chị cho thằng cu mang theo hai cái custard đi học, đói bụng ăn là chuẩn luôn. Vâng, thế giờ cứ custard trứng, custard sữa thôi. Ừ. Uống xe nhiều để cao thật cao, ăn nhiều custard nào. Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn nhiều custard thôi. Nay custard trứng thơm thơm ngon, nay custard sữa thơm thơm ngon. Bí quyết tâm bộ của mẹ là custard bổ xương. Hey! Ăn trứng nhiều bộ ơi là bộ, ăn custard trứng nào. Ăn custard sữa cao thật cao, custard custard thơm ngon. Orion custard. Chương trình khuyến mãi bia Đại Việt giật nắp liêng tay trúng ngày SH. Từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 12 tháng 10 năm 2017, khách hàng thưởng thức bia vàng Đại Việt Long Silver có cơ hội trúng ngày những giải thưởng giá trị. 5 giải nhất xe SH1 năng động làm giàu, 50 giải nhì TV LG LED 43 inch hiện đại, 5 vạn giải ba mũ bảo hiểm cao cấp Đại Việt, cùng hàng triệu giải thưởng nghĩa tình cho cuộc vui men say Đại Việt. Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng. Ý vạch lớn, giải thưởng lớn cùng bia Đại Việt. Chương trình khuyến mãi bia Đại Việt giật nắp liêng tay trúng ngày SH. Từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 12 tháng 10 năm 2017, khách hàng thưởng thức bia vàng Đại Việt Long Silver có cơ hội trúng ngày những giải thưởng giá trị. 5 giải nhất xe SH1 năng động làm giàu, 50 giải nhì TV LG LED 43 inch hiện đại, 5 vạn giải ba mũ bảo hiểm cao cấp Đại Việt, cùng hàng triệu giải thưởng nghĩa tình cho cuộc vui men say Đại Việt. Chương trình áp dụng cho tất cả các khách hàng. Ý vạch lớn, giải thưởng lớn cùng bia Đại Việt. Có tô mì thơm, mì có bé ngoan là bé ngoan. Bé ngoan thì phải nghe lời bà đó, mà sao cháu ăn mì hoài vậy? Nhưng đây là mì gấu đỏ mới, có tuyệt chiêu hành phi một nắng, sao chiên với các loại thực phẩm tươi ngon, bạn với cháu nha. Bà đâu còn răng mà ăn. Bà cũng không thích mì. Nhưng mì này thơm ngon rất lạ bà ơi. Mì nào mà chẳng như nhau. Mì ơi, tỏa hương thơm nào. Thơm quá, có ngon không? Cho bà thử chút. Mì của cháu. Mì này đúng là thơm ngon rất lạ. Bữa nay bà cũng ăn mì gấu đỏ nữa à? Ông cũng biết sao? Tôi cũng biết tuyệt chiêu gấu đỏ mới, hành phi một nắng, sao chiên với các loại thực phẩm tươi ngon, cho tô mì thơm ngon rất lạ, phải không cháu? Yeah, tuyệt chiêu gấu đỏ. Ông ăn mì cùng với cháu và bà nha. Ông cũng đang đói bụng đây. Cả nhà mình đều thích gấu đỏ. Tuyệt chiêu gấu đỏ gắn kết yêu thương. Ông bạn, sao xe chạy ì ạch thế? Ui, tại cái dốc vừa cao vừa nghiêng mà cái xe tôi chở nặng là không đeo dốc nổi. Ôi, xe ông như thế là hơi yếu rồi, chứ xe tôi có chở nặng bao nhiêu vẫn lên dốc ngon lành. Ôi, xe gì mà mạnh thế? Là Yamaha Sirius đấy. À, xe này tôi biết, nghe nói máy bền lắm. Chứ sao, Yamaha Sirius chính hãng, khung chắc máy khỏe, leo đèo vượt dốc đầm chắc êm du. Thổ hàng thổ người nặng cỡ nào cũng là chuyện nhỏ. Ôi, đã bền lại còn khỏe thế. Sirius còn tiết kiệm xăng vô địch nữa nha. Tôi chạy 70 km chỉ tốn có 1 lít xăng thôi. Tuyệt vời, chắc tôi cũng phải mua Sirius chạy thôi. Chỉ có ngày còn chở nặng hơn mà đi xe này oải quá. Thế thì mua ngay đi. Yamaha đang có khuyến mãi hấp dẫn, mua Sirius được tặng thêm 500.000 đồng đấy. Mà ông chở lợn đi bán hay sao mà kêu ca lắm thế? Đâu phải, là bà vợ tôi với cái nhà của bà ấy. Hả? Chương trình khuyến mãi mùa hè từ 21 tháng 7 đến 30 tháng 9 năm 2017, mua Yamaha Sirius được tặng tới 500.000 đồng, áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc.
Hãy đến đại lý mua xe Yamaha Sirius ngay hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất: Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu. Kỹ thuật sản xuất chương trình: Xuân Lượng. Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng: Văn Tú, viết mẫu Trung Luyến. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.